Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Lũ Mùa Xuân của tác giả Hàn Thục, giọng đọc Lãm, tập 20. Sở Tấn đã chuẩn bị sẽ được cầu hôn, nhưng hoàn toàn không nghĩ được lần Diễm Trần sẽ ra chiêu gì. Trong lúc nhất thời, trong gà hóa cuốc, anh đi mua đồ uống, nghe được một bản tình ca liên quan tới đám cưới, lập tức giật mình, nhìn chung quanh, cảm thấy lần Diễm Trần có thể chạy ra từ góc nào đó để cầu hôn hay không. Đến buổi tối, anh đi tới trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa lại có người bắn pháo hoa, anh lập tức lo lắng đó là kế hoạch của lần Diễm Trần. Mỗi ngày về nhà đều phải cẩn thận mở cửa, sợ vừa mở cửa ra sẽ có bất ngờ chờ anh, càng không cần phải nói lúc lần Diễm Trần gọi anh ra ngoài. Mỗi lần Sở Tấn đều đồng ý, anh lại nghĩ thầm, có thể lần này, lần Diễm Trần sẽ cầu hôn đó. Kết quả, một tuần lễ trôi qua, chuyện gì cũng không có xảy ra. Chỉ có anh, luôn nhất kinh nhất xạ, lo lắng đề phòng. Lần Diễm Trần còn chê cười anh. Muốn kết hôn với anh đến mức không thể chờ đợi được nữa à? Vành tai của Sở Tấn đều đã ửng, thẹn hóa hóa giận, nghiến răng nghiến lợi. Lận tiên sinh, tôi khuyên anh một câu. Làm người phải để lại đường lui cho mình, ngày sau gặp lại. Lần Diễm Trần cười hì hì, nắm chặt tay của anh, hôn anh. Được được được, không phải hôm nay anh còn một ngày hay sao? Hôm nay là ngày mấy? Sở Tấn nghĩ nghĩ, cảm thấy lần Diễm Trần nói đúng. Anh gấp như vậy làm cái gì? Còn bị lần Diễm Trần chế giễu nữa chứ. Cầu hôn còn chưa có cầu, trong lúc đó hai người đã ầm ĩ một trận. Nguyên nhân gây ra sự việc chỉ là hai tiếng gọi. Có một hôm, Thu Thu chơi mệt rồi đợi ba ba bế. Bé kêu một tiếng ba ba, hai người bọn họ đều là ba ba nên lập tức đi tới. Lần Diễm Trần cách gần đã ôm được Thu Thu, Sở Tấn xa hơn một chút, thuận miệng nói một câu. Nếu Thu Thu gọi ba ba là đang gọi tôi. Lần Diễm Trần nói, anh cũng là ba ba. Lúc trước Thu Thu vẫn chưa thấy anh, đã gọi điện thoại tới gọi anh là ba ba. Sở Tấn nói, do lúc đó nó chỉ có thể nói mấy từ này. Nên kêu lung tung thôi. Lần Diễm Trần nói, vậy bây giờ có thể chứ? Về mặt sinh lý, anh chính là ba của nó. Anh cảm thấy danh xưng này quá loạn, hay sửa lại một chút đi. Chuông báo động ở trong lòng của Sở Tấn rung mãnh liệt, nhìn hắn bằng ánh mắt uy hiếp. Anh muốn sửa như thế nào? Nếu như lần Diễm Trần dám nói, bởi vì đứa nhỏ là do anh sinh, cho nên đổi xưng hô thành mẹ, xem anh có đánh chết cái tên khốn này hay không. Lần Diễm Trần bị anh Trần có hơi sợ sệt. Vân Vân nói, như vậy đi, gọi là ba lớn và ba nhỏ đi. Anh là ba lớn, em là ba nhỏ. Sở Tấn không phục. Dựa vào cái gì, gọi anh là ba lớn chứ? Rõ ràng, tôi lớn tuổi hơn anh. Nếu như vậy, tôi mới là ba lớn. Lần Diễm Trần hàm súc nói, anh cảm thấy anh khá lớn mà. Sở Tấn phản ứng lại, anh hít một hơi. Anh sao chỗ nào vậy, nghiêm túc một chút đi. Lần Diễm Trần không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc một chút, quang minh chính đại mà nói. Dựa theo vị trí cơ thể mà chia, anh ở phía trên mà, cho nên anh là ba lớn. Sở Tấn hừ một tiếng, có ai chia như vậy đâu chứ. Tới lúc đó Thu Thu hỏi tới, tại sao anh nhỏ tuổi nhưng là ba lớn, chẳng lẽ anh trả lời nó như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy không nên dùng vị trí để phân chia, quyền chủ đạo rõ ràng ở trên tay tôi. Thu Thu nhìn ba ba này, rồi lại nhìn ba ba kia, vẻ mặt mờ mịt. Lần Diễm Trần nói, không nên cãi nhau trước mặt con, ảnh hưởng đến con sẽ không tốt. Sở Tấn tức giận, anh chơi xấu trước, còn trách tôi cãi nhau. Lần Diễm Trần hoảng loạn, hắn cúi đầu nhìn Thu Thu. Thu Thu ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, dùi tay nhỏ, vỗ vỗ gương mặt của hắn. Ba ba, ba ba. Lần Diễm Trần thở dài. Có lúc anh thật sự không hiểu, chúng ta không có mâu thuẫn gì lớn, tại sao 3 ngày, 2 lần lại cãi nhau? Anh yêu em nhiều như vậy, sao em còn muốn mắng anh? Sở Tấn trả lời như chém đinh chặt sắt, tôi cũng yêu anh vẫn cãi nhau với tôi đó. Hai người hai mặt nhìn nhau, mặt đều đỏ. Lần Diễm Trần đi tới, vậy chúng ta không cãi nhau nữa, anh gọi em là lão đại. Sở Tấn rất ngại ngùng, anh lớn tuổi hơn, còn muốn lần Diễm Trần dỗ anh. Thật ra anh nói cũng có lý, tôi cũng cảm thấy quái quái. Lần Diễm Trần suy nghĩ một chút, nói, nếu không thì như vậy đi, gọi em là ba ba, gọi anh là daddy, ngược lại quốc tịch chúng ta nước ngoài,
Gọi anh là Daddy cũng không có sai, sẽ không lẫn lộn. Sở Tấn nói, thuận theo tự nhiên đi. Sau đó, lần Diễm Trần dắt ta dài Thu Thu gọi mình là Daddy. Thu Thu học không quá tốt, phun ra một ngụm nước miếng, kêu hắn là đệ đệ, chọc cho Sở Tấn cười to một trận. Lúc ở nhà, lần Diễm Trần không chỉ dạy tiếng Trung, thỉnh thoảng còn nói ngoại ngữ với Thu Thu, hắn rất là kiên trì. Sau đó bọn họ vẫn không bắt buộc Thu Thu gọi hắn là thế nào. Ba ba, ba ba, Daddy, Dad, kêu một hơi, chỉ cần nghe hiểu là được. Sở Tấn khẩn trương lâu rồi, dần thành ê ải, cũng không thèm để ý nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn có khúc chiết gì sao? 3 ngày trước sinh nhật tròn 1 tuổi của Thu Thu, ăn cơm tối xong, Sở Tấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy lần Diễm Trần thay một thân chính trang, hắn mặc quần áo này làm anh thấy hơi quen mắt. Sở Tấn kiềm lòng không được mà nhếch khóe miệng. Lúc anh tỏ tình với tôi, cũng mặc bộ quần áo này. Lần Diễm Trần nói, đúng, đây là chiến bào may mắn của anh. Sở Tấn hỏi, hôm nay chuẩn bị cầu hôn. Lần Diễm Trần nói, vâng, buổi tối anh sẽ chính thức cầu hôn em, có sợ hay không? Sở Tấn cười, không tỏ rõ ý kiến. Thu Thu bì bồ bì bà mà tập nói, hơi hơi sợ. Lần Diễm Trần nghe thấy mà cười to. Sở Tấn suy nghĩ một chút nói, vậy anh chờ một chút, tôi cũng thay một bộ quần áo. Sở Tấn cũng thay một bộ đồ mới, chưa mặc qua lần nào. Lần Diễm Trần nói, 2 ngày trước anh đã thấy bộ quần áo này, nghĩ là em muốn mặc để đón nhận lời cầu hôn của anh, nhưng vẫn không thấy em mặc. Sở Tấn nói, tôi đoán không được anh cuối cùng sẽ cầu hôn mình ngày nào, mỗi ngày đều rất do dự có nên mặc hay không. Tôi sợ anh nhảy ra lúc tôi mặt mày xám xịt, đột nhiên cầu hôn tôi, vậy tôi nhận lời cũng không phải, không nhận lời cũng không phải. Lần Diễm Trần ngạc nhiên, vẫn có khả năng không nhận lời sao? Đáy mắt của Sở Tấn tràn đầy ý cười. Cuối cùng, vẫn phải nhận lời mà. Chúng ta bây giờ đi đâu? Có thể dẫn theo Thu Thu không? Lần Diễm Trần nói, có chứ, anh đến đẩy xe. Ngày mùa hè, gió đêm lướt nhẹ qua mặt. Sao đầy trời? Lần Diễm Trần nói, anh đã xem dự báo, hôm nay thời tiết tốt, có thể nhìn thấy sao trời. Bọn họ đi dọc theo con sông nhân tạo trong khu biệt thự. Hai bên có đèn đường, bóng người bọn họ thêm cái bóng xe noi của Thu Thu từ từ xuyên qua vữa vùng sáng. Phía trước chân trời bỗng tỏa ra một tràng pháo hoa, sáng lạng nở ra. Bọn họ dừng lại, Sở Tấn ngẩng đầu lên nhìn, nói, cuối tuần trước tôi cũng thấy pháo hoa, còn tưởng là anh bắn. Lần Diễm Trần trả lời anh, hôm nay là anh bắn. Sở Tấn sửng sốt một chút, nở nụ cười. Sao anh nói ra hết rồi? Lần Diễm Trần hỏi, nhìn có đẹp hay không? Sở Tấn gật đầu, rất đẹp. Lần Diễm Trần lại hỏi, vui hay không? Sở Tấn lại đáp, vui. Lần Diễm Trần tới gần, hôn lên hai má của anh một chút. Vậy không phải rất tốt sao? Em xem đi, Thu Thu cũng rất vui vẻ. Sở Tấn nói, từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu nó thấy pháo hoa đó. Xem pháo hoa xong, lại tiếp tục đi. Sở Tấn ngửi được mùi hoa thơm ngọt, theo gió đêm từng luồng mà bay tới. Vòng qua một ngã rẽ, đi ra rừng cây nhỏ, trên bãi cỏ phía trước có một tòa nhà bằng thủy tinh. Sở Tấn tò mò nói, lúc trước tôi cũng không biết ở nơi này có một chỗ như thế này. Lần Diễm Trần nói, anh cho người lắp ráp. Sở Tấn nửa tin nửa ngờ hỏi, không phải là vì cầu hôn đó chứ? Lần Diễm Trần trả lời vô cùng chắc chắn, đúng vậy. Sở Tấn a một tiếng. Lần Diễm Trần đẩy xe noi đi vào cửa, quay đầu lại nói, con tin ở trên tay của anh, em còn không mau lại đây. Sở Tấn lấy lại tinh thần, lắc đầu cười cùng đi qua. Toàn bộ khu vườn không có hoa gì khác, chỉ có hoa hồng màu đỏ, mùi thơm khá là nồng, ngược lại cực kỳ giống lần Diễm Trần, thuần tí, thẳng thắn, không lẫn tạp chất. Sở Tấn không khỏi đỏ mặt, tim nhảy thình thịch, không được tự nhiên mà nói, hoa hồng đỏ quá quê mùa. Lần Diễm Trần nhìn anh, vậy em đỏ mặt làm cái gì? Sở Tấn hỏi vặn lại, không phải anh cũng đỏ mặt hay sao? Lần Diễm Trần nói, chuyện quan trọng cả đời của anh dĩ nhiên hồi hộp. Anh sợ A Tấn của anh xấu hổ, sẽ nhất thời đổi ý. Sở Tấn sốt ruột, tôi mới phát hiện, anh rất phí lời. Lần Diễm Trần đột nhiên tỏ ra tiếc nuối, nếu như có thể, anh vốn muốn dẫn em đến hồ Moraine lần nữa. Sở Tấn không hiểu, cái gì?
Anh còn chưa dứt lời, ánh đèn đột nhiên tắt, trong phòng rơi vào tăm tối. Sở Tấn sợ hết hồn, thuận theo nụ hôn của Lận Diễm Trần rơi xuống, kề ra đôi môi kinh ngạc của anh, nhu tình làm anh hòa tan. Trên mái vòm, sáng lên ánh sáng ôn nhu, như là cực quang ngày đó bọn họ tình cờ gặp được. Nhất thời trong lòng của Sở Tấn tuôn ra vô số hồi ức, bọn họ cùng nhau nhảy dù, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau xem cực quang. Ôm nhau vào ngày tuyết lớn, dựa sát vào nhau bên cạnh bếp lửa lò ấm áp, làm cho tim anh đập không ngừng. Mặc dù đã chuẩn bị trong lòng vô số lần, nhưng vào giờ phút này, niềm vui hiện tại Sở Tấn chưa từng lường trước được. Lần Diễm Trần nửa quỳ, lấy nhận ra. Em nói anh và cực quang ở hồ Mô Sen đều là kỳ tích của em cũng là kỳ tích của anh. Anh yêu em. À Tấn, chúng ta kết hôn đi. Sở Tấn thở phào nhẹ nhõm một cái, cố gắng duy trì tỉnh táo hỏi. Bây giờ em muốn lập tức nhận lời anh có cảm thấy em không thận trọng không? Ngỡ như trở lại 2 năm trước, Lận Diễm Trần nhếch miệng. Em nói xem. Sở Tấn đưa tay ra, Lận Diễm Trần đeo nhẫn cho anh. Sở Tấn hỏi, còn một chiếc nhẫn nữa đâu? Lận Diễm Trần lấy ra, Sở Tấn đeo cho hắn. Sở Tấn hỏi, chúng ta lúc nào đi đăng ký? Lận Diễm Trần ôm chặt lấy anh, còn dương cao, vui vẻ đến mức khó có thể kiềm chế được. Ngày mai sẽ đi. Anh xem ngày mai là ngày tốt nhất. Sở Tấn không nhìn được mà cười. Anh thật sự đi coi ngài sao? Sở Tấn đăng lên WeChat của anh một tấm hình anh và Lận Diễm Trần, 10 ngón tay liên kết với nhau, trên ngón tay đeo nhẫn kết hôn. Tuy rằng một người khác không hề lộ mặt, nhưng hiển nhiên là một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Sở Tấn công khai show ân ái. Thường ngày anh cực kỳ khiêm tốn, ngày hôm nay thật sự không nhịn nổi nữa. Anh sắp kết hôn rồi. Cả đêm Sở Tấn đều kích động đến mức khó có thể kiềm chế được. Anh đã từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ không có ngày này. Với những người đồng tính yêu nhau trong nước mà nói, kết hôn là một chuyện rất xa vời, không thể vơ tới. Anh nhớ lúc ở Las Vegas, anh đã từng cầu nguyện kiếp sau có thể gặp được người yêu anh. Còn chưa đến kiếp sau, kiếp này anh đã thực hiện được rồi. Trước đây Sở Tấn còn ghét bỏ người khác khoe ân ái trên mạng, không nghĩ tới bây giờ anh lại thành loại người trước đây mà mình chán ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, tại sao phải giấu giếm chứ? Anh hợp pháp kết hôn, tại sao không thể đưa ra ánh sáng? Anh cảm thấy có hơi xấu hổ, lại có chút mừng thầm. Thành thật mà nói, anh muốn người khác ước ao. Sở Tấn vừa đăng lên, bình luận lập tức sôi sục. Dĩ nhiên là chúc phúc chuyện anh kết hôn, hưởng lấy niềm vui, còn có xin bánh kẹo cưới. Bình luận đầu tiên là học trò tài giỏi của anh, Đoàn Hiểu Trân. Chúc sư phụ và sư công răng long đầu bạc, trăm năm hảo hợp. Ngay sau đó là sư phụ của anh Lưu Tổng. Tiểu Sở, lúc nào đãi tiệc rượu, tôi cần phải uống một ly rượu mừng. Triển Hồng Vũ, chúc mừng, lễ cưới cần giúp một tay không? Đàm Tu Minh lập tức trả lời bình luận của Triển Hồng Vũ. Chắc chắn rồi, anh Sở, đồ ăn trong lễ cưới, để em phụ trách cho. Trác Lâm Huy, vậy tôi phụ trách trang phục. Tôi cảm thấy hai người phải chuẩn bị cho lễ cưới, nhất định rất bận rộn. Tôi có thể giúp hai người chăm nom thu. Lữ Hạo, tôi ra đồ trang sức, cảm động quá, tôi sẽ tin tưởng vào chân ái. Chưa kể những nhân viên nhỏ trong công ty, lúc này ai cũng hào hứng. Vài người đồng tính trước đây Sở Tấn quen biết đều trả lời. Rất lâu, anh cũng không có tán gẫu. Chính anh cũng quên mất mình thêm những người này vào lúc nào. Từng có một khoảng thời gian, lúc ở thành ít, anh cũng có tìm hiểu giới đồng tính. Anh nghĩ nếu muốn từ bỏ họ Quý, mình nên tìm một người bạn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không có tình yêu cũng không cần bởi vì quá cô đơn mà tìm đại một người, quá vô trách nhiệm. Lúc đó có nói chuyện với một vài người, bởi vì mỗi lần gọi anh ra ngoài chơi, anh đều không thích đi, dần dần cũng không còn liên lạc nữa. Lúc này Sở Tấn khoe nhẫn, nhóm chị em dồn dập vùng dậy như zombie. Ông kết hôn rồi, tìm đàn ông. Trong nước có thể kết hôn. Gà tờ quá đi, đã lâu rồi tôi không yêu đương. Sở Tấn trả lời qua loa. Ra nước ngoài kết hôn, vị hôn phu của tôi có quốc tịch nước ngoài. Lại hỏi, đã lấy giấy kết hôn? Sở Tấn từ từ trả lời. Ngày hôm nay cầu hôn, ngày mai ra nước ngoài đăng ký. Sảng khoái. Lần Diễm Trần tắm rửa sạch sẽ đi ra, lập tức thấy Sở Tấn đang ngồi trên giường,
lạch cạch chơi điện thoại di động, chăm chú đến mức hắn đi tới cũng không chú ý. Lần Diễm Trần nhìn lén điện thoại di động của anh, em đang chơi cái gì đó? Sợ Tấn sợ hết hồn, rất là xấu hổ. Anh đừng có nhìn lén chứ. Lần Diễm Trần cười kha kha, anh thấy rồi, em chụp anh cho đẹp trai một chút, đăng lên, người ta sẽ càng hâm mộ em. Sợ Tấn trợn mắt ngoác mồm, anh không biết xấu hổ quá rồi đó. Lần Diễm Trần chẳng biết xấu hổ nói, không biết xấu hổ chỗ nào, chẳng lẽ không thể mang anh ra ngoài được sao? Sợ Tấn ấp úng mà nói, không cần anh lộ mặt, em muốn bọn họ hâm mộ em, chứ không phải là muốn để bọn họ mơ ước anh. Lần Diễm Trần cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu, hắn cười rộ lên, hôn anh một cái. Hôm chán ngán rồi, mới nói tới chính sự. Sợ Tấn hỏi, chúng ta ngày mai xuất phát, đi đâu lấy giấy kết hôn, anh đã sắp xếp tất cả rồi sao? Lần Diễm Trần nói, thời gian cất cánh đã quyết định rồi, chúng ta ngồi máy bay tư nhân, Bảo Bảo thì phiền cha mẹ mang một ngày, chúng ta đến Las Vegas, tờ giấy kết hôn lúc trước em còn giữ không, mình dùng tờ đó. Sợ Tấn đỏ mặt, khi đó anh nghĩ mình sắp chết rồi, nên xin một tờ cất làm kỷ niệm, không nghĩ tới thật sự có ngày dùng được, còn giữ, để em đi tìm. Sợ Tấn gìn giữ tờ xin kết hôn này rất là kỹ lưỡng, chỉnh tề, cả nếp gấp cũng không có, vẫn còn mới tinh. Phía trên đã ký sẵn tên rồi, lúc trước thật sự không nghĩ tới. Lần Diễm Trần dứt khoát nói, luật sư chứng hôn đã chờ sẵn ở Las Vegas, đến lúc đó em xem thỏa thuận rồi ký tên, chúng ta lại đến phòng thị chính đóng dấu. Sợ Tấn sửng sốt một chút hỏi, còn có thỏa thuận trước khi cưới? Lần Diễm Trần gật đầu, trình bày đơn giản một chuyện. Có, nếu như em bội tình bạc nghĩa anh, em sẽ phất lên sau một đêm, anh sẽ phá sản sau một đêm. Nếu anh xảy ra chuyện gì bất ngờ, em cũng sẽ phất lên sau một đêm. Tâm trạng của Sợ Tấn bối rối. Anh đừng nói lung tung, anh còn trẻ hơn em nhiều như vậy, nhất định em sẽ chết trước anh. Lần Diễm Trần ở bên cạnh anh, ôm bờ vai của anh, chờ chúng ta 70-80 tuổi rồi nói. Sợ Tấn nói, em sợ cô đơn, em cũng không muốn sống một mình mà không có anh. Em rất là ích kỷ, nếu em nhất định phải chết trước anh, đến lúc đó anh tuyệt đối không được tìm ông lão bà lão dễ nhìn nào, gái trẻ trai trẻ lại càng không được. Lần Diễm Trần hôn anh, sẽ không tìm, anh kết hôn với A Tấn rồi, anh sống là người của A Tấn, chết là quỷ của A Tấn, có được hay không? Sau khi bọn họ bay đi Las Vegas, bởi vì Las Vegas có múi giờ là số 8, lúc đến là ban ngày. Sợ Tấn ở trên máy bay đã ngủ được một giấc, tắm, thay một bộ quần áo mới. Có người tới đón bọn họ, đến một tòa nhà thương mại khí thế, trong phòng họp sáng trưng. Luật sư đã ngồi chờ bọn họ đó, vẫn là đi theo trình tự. Trước hết là báo cho Sợ Tấn nghe tài sản của Lần Diễm Trần. Sợ Tấn càng nghe, càng cảm thấy tê cả da đầu. Anh biết Lần Diễm Trần có tiền, nhưng vẫn vượt qua sức tưởng tượng của anh. Sợ Tấn hỏi, đó là của anh và ba anh. Lần Diễm Trần nói, ba của anh vẫn còn rất khỏe, tiền của ông ấy không để cho anh cũng không có để ý. Ngược lại, anh có thể tự kiếm tiền, đây là của riêng anh, còn có một phần là mẹ để lại cho anh. Sợ Tấn nói thật không ra lời. Luật sư lại lấy ra một phần văn kiện khác. Đây là phần quà Lận Thiệu Nguyên tiên sinh tặng ngài kết hôn. Chuyện đến nước này, anh sắp bị cái khoản tiền kết sổ này đập cho hôn mê, lòng thấy sợ hãi, ngược lại cầm bút, không biết phải viết từ đâu. Sợ Tấn ngẩng đầu lên, khó xử nói với Lận Diễm Trần, hay là nên bớt một ít đi. Lận Diễm Trần nghe không hiểu, cái gì bớt một ít? Sợ Tấn nói, là đừng cho em nhiều tiền như vậy, em đã chiếm tiện nghi quá nhiều rồi. Từ nhỏ đến lớn em còn chưa có chiếm tiện nghi của người khác như vậy, có chút quá đáng rồi. Lần Diễm Trần nở nụ cười, bây giờ mới biết không thể chiếm tiện nghi, em đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của anh rồi, chiếm ra cả Bảo Bảo, hiện tại em mới nói không muốn chiếm tiện nghi của anh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của anh, còn chỗ nào không bị em chiếm tiện nghi chứ. Mặt của Sở Tấn đột nhiên bừng lên một phát đỏ chót, có luật sư ở đây, anh nói cái gì đó? Lần Diễm Trần ở phía dưới bàn kéo tay của anh, không sao, anh ta nghe không có hiểu đâu. Sợ Tấn nhìn luật sư vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ đúng là nghe không hiểu thật. Luật sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ông chủ bảo y nghe không hiểu, y dĩ nhiên phải nghe không hiểu.
y làm về luật hôn nhân lâu như vậy, giúp rất nhiều người có tiền quyết định thỏa thuận trước khi kết hôn. Không ít người thường câu được con rể vàng, chẳng qua tình nhân nam nam khá là ít, tình huống như trước mắt đây lại càng hiếm thấy hơn. Người có tiền thường càng tính toán tiền tài, chủ yếu sẽ đặt ra những điều kiện khó khăn. Nhưng lần Diễm Trần tuổi còn trẻ tuổi đã kết hôn, còn chủ động nghiêng về một bên để cho đối phương chiếm ưu thế. Có lẽ là thật sự bị say mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng đối tượng của hắn lại càng kỳ quái, không cần tiền. Y cảm thấy chính mình vừa nãy đã giảng giải rất rõ ràng rồi. Đây là một con số khá khổng lồ. Nếu vị trí đổi lại là mình, cũng rất khó không động lòng. Tuy rằng y là thẳng nam, nhưng nếu có một người đàn ông giàu có lấy mấy trăm triệu đến đập vào mặt của y như vậy, vậy y có thể nói, ok, công ngay thôi. Sở Tuấn cảm thấy được con số này thật sự cao đến mức làm cho anh cảm thấy đang thoát ly khỏi hiện thực. Lần Diễm Trần nhét bút vào trong tay của anh, ký đi. Sở Tuấn vẫn còn do dự chưa ký. Lần Diễm Trần móc bức ảnh của Thu Thu ra, để ở trên bàn trước mặt anh. Sở Tuấn ký. Sở Tuấn và Lần Diễm Trần đều nhận kết hôn, tay trong tay đến phòng thị chính trình đơn xin kết hôn. Hai người yên lặng xếp hàng. Sở Tuấn nhìn phía trước có vài cặp tình nhân. Anh thích sự đơn giản bình thường như vậy. Ở đây bọn họ không có gì đặc biệt, chỉ là một cặp tình nhân bình thường trong rất nhiều những cặp đôi quyết định chuyện cả đời. Thật ra chuyện tình cảm là một chuyện, cũng không phải pháp luật có thể ảnh hưởng, nhưng vẫn muốn kết hôn. Được chính thức kết hôn thì không giống như vậy. Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Sở Tuấn thấp thỏm đưa đơn xin kết hôn tới, chỉ lo xảy ra sai sót gì. Nhân viên làm việc kiểm tra không có sai sót, lập tức xác nhận, đóng dấu thêm một cái. Hoàn toàn không có khó khăn gì, dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đã trở thành phu phu hợp pháp. Ừ, một ngày trước sinh nhật một tuổi của Thu Thu, bé chính thức trở thành con hợp pháp. Nhân viên nói, chúc mừng hai vị đã kết hôn, hai người có thể xin cử hành hôn lễ ở giáo đường ở đây. Có thể qua bên kia tìm hiểu một chút. Lần Diễm Trần cười nói, cảm ơn, chẳng qua chúng tôi định tổ chức lễ cưới ở nơi khác. Lần Diễm Trần rất hãnh diện, lần trước tới nơi này Sở Tuấn phủ nhận chuyện kết hôn cùng với hắn. Lần này thật sự bị hắn nắm tay dẫn đến nơi này làm giấy kết hôn rồi. Lần này Sở Tuấn hoàn toàn không có hung hăng nổi. Sở Tuấn cầm giấy chứng nhận, cả người như ngớ ngẩn, nhìn giấy chứng nhận trên tay. Sở Tuấn đỏ mặt, tự đáy lòng cười nói, thật là đẹp, anh xem thiết kế rất đẹp. Lần Diễm Trần kỳ quái mà nói, là rất dễ nhìn, anh cảm thấy em ký tên là đẹp mắt nhất. Chẳng qua, à Tuấn à, anh nhớ hình như trước đây có người nói cái gì nhỉ? Có người ở Las Vegas nói với anh, vĩnh viễn sẽ không kết hôn với anh. Em có còn nhớ là ai nói hay không? Sở Tuấn lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái, hùng dữ mà nói, không nhớ rõ. Lần Diễm Trần cười hả hả, một tay ôm người vào trong lòng. Em đừng có mong là chạy trốn. Sở Tuấn ôm lại hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực Lần Diễm Trần. Em vốn không có muốn trốn. Sở Tuấn nói, anh ngại hay không? Lần Diễm Trần hôn thái dương của anh. Tại sao lại ngại? Anh và bạn đời của anh thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sở Tuấn mặt đỏ tim đập, miệng ấp úng. Lần Diễm Trần tinh thần phấn chấn, đẹp trai giống như là đang tỏa sáng. A Tuấn, anh cảm thấy trong đời anh không có ngày nào vui vẻ như hôm nay. Sở Tuấn ngơ ngác, nở nụ cười. Lần Diễm Trần vỗ vỗ đầu. Còn lễ cưới nữa, lễ cưới ngày đó chắc chắn càng vui vẻ hơn. Vậy hôm nay chỉ mới là ngày vui vẻ nhất. Cùng với em, tương lai sẽ có thể ngày càng vui vẻ. Sở Tuấn nhất thời khó kìm lòng nổi, quên mất vẫn ở trên đường. Nhẹ nhàng hôn Lần Diễm Trần một cái, cảm động nói, em cũng vậy. Lấy giấy kết hôn xong, bọn họ trở về nước làm sinh nhật một tuổi cho Thu Thu. Cuối cùng vẫn không làm lớn. Hai nhà cùng nhau thương lượng, làm sinh nhật cho đứa nhỏ chủ yếu là để họ hàng liên lạc tình cảm. Bên Lần gia nhân số ít ỏi, Lần Diễm Trần là con độc đinh ba đời. Mẹ của hắn cũng là con gái một trong nhà, trưởng bối phía bên kia cũng chỉ có một mình ba ba. Lão Lận tổng ngược lại muốn tổ chức cho cháu nội, nhưng cũng không có thân thích. Còn những bạn bè làm ăn,
ít tới lui, ông cảm thấy không cần thiết phải mời. Chỉ gọi hai ba người bạn cũ quan hệ khá thân, cũng không còn ai. Sở gia ngược lại con cháu đông đúc, thầy Sở có một đống anh chị em, từ nhỏ đã là trụ cột trong nhà. Nhưng lần này, ông không muốn mời người nào lại đây. Lúc trước Sở Tấn sinh bệnh phải đi khắp nơi tìm bác sĩ. Những họ hàng ở quê, nghe phong phanh biết chuyện con trai của ông bệnh nặng, mọi người đều giả làm tai điếc mắt mù, chỉ sợ ông sẽ đến vay tiền. Em trai thứ ba của thầy Sở biết thầy Sở muốn bán nhà ở, còn khuyên ông không nên bán. Nói vì con trai bị đồng tính luyến ái mà bán đi nhà cũ, còn tốn lương hưu sẽ không có lợi. Cho dù cứu về được, cũng không thể nói dội tông đường. Sau đó còn nói ông ta có hai đứa con trai, đến lúc đó có thể để con út làm con nuôi của thầy Sở, phụng dưỡng ông khi về già. Con trai ông ta tuy rằng học không giỏi, thế nhưng rất hiếu thuận, hơn nữa còn thích con gái, tuyệt đối sẽ không làm đồng tính luyến ái bị người gièm pha. Ông và con trai ông vẫn chưa có chết, những người kia đã để mắt tới tiền trong nhà của ông rồi. Thầy Sở thất vọng cực độ, ông tự nhận mình là một người anh cả, hết lòng quan tâm giúp đỡ họ hàng. Năm đó mẹ Lâm Chung sinh bệnh nằm bệnh viện, đều là ông ra tiền. Em út dưới quê xây phòng ở lấy vợ, đều phải hỏi tiền ông. Có lần nào ông không cho đâu. Cho dù siết lưng buộc bụng, đơn giản, nhưng tất cả mọi người nói ông là người có tiền đồ nhất ở trong nhà, không thể quên đi cội nguồn. Mắt mờ hết mấy chục năm, thầy Sợ bỗng nhiên thấy rõ, trừ vợ con của mình, những người bên cạnh đều giả tạo. Tách ra lâu như vậy, tình cảm đã sớm phai nhạt. Ông nhớ khi còn bé trên lưng cõng em trai em gái, nhưng dù nhớ thương cũng không bằng Quân Quân. Lúc bọn họ nói ông không kể Quân Quân sống chết, thầy Sợ đã tuyệt vọng rồi. Bây giờ ông đã năm mươi mấy tuổi, về hưu rồi, cũng nên sống vì mình, cớ gì phải ngóng trông gọi người tới. Ban đầu bọn họ không muốn dính líu gì tới nhà ông, vậy thì sẽ như bọn họ mong muốn. So với mời những họ hàng vô ơn đó, không bằng mời mấy người bạn cũ của ông, còn có bác sĩ Trần đã chữa bệnh cho Sở Tấn và Thu Thu. Hơn nữa còn có bạn của Sở Tấn, bạn của Lần Diễm Trần, gom lại một chút, cũng ngồi đây hai ba bàn. Hai ba ba của Thu Thu chịu trách nhiệm bỏ tiền đãi tiệc, bọn họ gặp nhau ăn một bữa cơm uống rượu là được rồi. Vốn danh sách đã đặt xong, Trang Hãn Học đột ngột tìm tới anh. Anh Sở, em còn tưởng rằng chúng ta được xem như là bạn. Hiểu Trân, xin em nghỉ đi uống rượu tiệc sinh nhật một tuổi con trai của anh. Em mới biết tại sao anh không mời em. Sở Tấn ăn ngay nói thật. Tôi cho rằng chúng ta không thân quen lắm. Người như hắn chẳng có tâm nhãn. Trang nhị công tử từng để cho anh nếm nhiều trái đắng, anh đều nhớ rất rõ ràng. Trang Hãn Học quá đau lòng nói, em không có bao nhiêu người bạn. Sở Tấn cười nói, tại sao cậu không có bạn bè? Không phải cậu có rất nhiều bạn sao? Trang Hãn Học than thở, em trở về nói với ba mẹ rằng em không muốn thừa kế gia sản, hãy ủng hộ chị em làm đi. Bọn họ không vui, còn mắng em một trận. Nhưng em kiên trì quyết tâm không muốn, nên tìm chị em bàn bạc. Kết quả chị em còn tức giận hơn. Chị ấy nói mình không hiếm lạ, dẫn theo thân tính bỏ đi. Bây giờ hai bên đều không có đồng minh. Ba mẹ sợ em trốn, đã đóng băng hết thẻ ngân hàng của em. Mỗi ngày em đều phải ăn cơm ở nhà ăn ở công ty. Sở Tấn cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ cậu mới biết đầu bếp trong nhà ăn của công ty làm cơm khó ăn bao nhiêu rồi chứ. Trang Hãn Học yếu siêu. Biết rồi, đã lâu rồi em không có ăn được một bữa ngon. Anh Sở. Ừ, Sở Tấn cũng không phải là người nhẹ dạ, chỉ là Trang Hãn Học rơi vào nông nỗi này, anh cũng có chút trách nhiệm, đều là do anh thuận miệng đưa ra ý đồ xấu. Một bữa cơm cũng không tính là gì, thêm một cái ghế, thêm một cái bát đũa nữa mà thôi. Trang Hãn Học nghe Sở Tấn đồng ý, lập tức không khỏi vui vẻ, lại hỏi. Chẳng qua, anh Sở à, anh có con trai từ bao giờ vậy? Lại còn được một tuổi rồi nữa. Sở Tấn nói, hay là cậu đừng đến nữa. Sinh nhật con trai Sở Tấn ngày ấy, Trang Hãn Học một mình đi tới. Vừa mới tới cửa, đã nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng hề ồn ào, còn buồn bực một hơi. Không có người nào tới tham gia sao? Có phải quá keo kiệt rồi hay không? Sau khi đến phòng khách, nhìn thấy những người ở đây, Trang Hãn Học thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
người đàn ông trung niên ngồi bên trái ghế sofa, rất sói. Có phải là ba Lần Diễm Trân, tiếng tăm lừng lẫy, Lần Thiệu Nguyên? Mấy chú mấy bác đang nói chuyện cũng có già có trẻ hơn một chút. Hắn tùy ý nhìn, toàn bộ đều là con nhà người ta, mà lúc bình thường, ba mẹ hắn thường mang ra so sánh để rồi mắng hắn là kẻ vô dụng không có tiền đồ. Hắn nhận ra vài người, có con lớn nhất của Đàm gia và con lớn của Lữ gia, Lần Diễm Trân lại không cần phải nói. Nhất thời, Trang Hãn Ngọc không biết phải làm sao, hay là đi tìm Sở Tấn thôi. Đi được mấy bước, hắn nhìn thấy một người đàn ông ở trong sân, đang ôm một tiểu bảo bảo xinh đẹp như búp bê, chỉ con chim nhỏ trên cây. Ở đây hình như chỉ có một tiểu bảo bảo này, đó là con trai Sở Tấn. Trang Hãn Ngọc muốn đi tới, sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc. Thu Thu, con ở chỗ này à? Nói xong, một người đàn ông từ phía sau đi tới. Thoáng lướt qua hắn, Trang Hãn Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Triển Hồng Vũ, người này không phải là ảnh đế Triển Hồng Vũ sao? Hắn là fan của Triển Hồng Vũ đó. Triển Hồng Vũ đi tới bên cạnh Trác Lâm Huy. Thu Thu nhìn thấy cậu thì rất là vui vẻ, còn vỗ tay. Trên cổ tay của bé đeo vòng lục lạc, vang lên tiếng len keng Triển Hồng Vũ cạn lời. Ông lén ôm đứa nhỏ đi lúc nào vậy? Trác Lâm Huy nói. Vừa nãy tôi nhìn thấy Thu Thu, bé con chỉ ra bên ngoài cửa sổ, muốn xem chim nhỏ, tôi lập tức bế nó đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Thu Thu. Có phải không Thu Thu? Không biết Thu Thu nghe hiểu hay không, mà ngẩng đầu lên cười khúc khích. Cảnh tượng này quá thú vị. Triển Hồng Vũ cười nhạo. Trước đây không phải ông nói là ông ghét nhất là con nít hay sao? Lúc trước, chúng tôi bảo ông làm ba nuôi. Ông còn nói ông trẻ tuổi, không có muốn bị gọi là ba. Bây giờ, ông lại rất chăm chỉ mà chạy tới chỗ Lần gia, hận không thể trộm Thu Thu bỏ vào trong túi mà mang về. Trác Lâm Huy phủ nhận. Không cần trộm. Tại sao phải trộm? Bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơi lớn hơn một chút, tôi sẽ trực tiếp nói với lão Lận để Thu Thu đến nhà tôi chơi, không phải tốt hơn sao? Triển Hồng Vũ nghe xong thì cạn lời. Triển Hồng Vũ giống như cảm giác được gì đó, quay đầu lại, nhưng không thấy cái gì. Trác Lâm Huy hỏi cậu, làm sao vậy? Triển Hồng Vũ kỳ quái nói, không có gì, vừa nãy cảm thấy hình như có người đang nhìn tôi. Trác Lâm Huy thuận miệng nói, nhất định có người bị dung mạo của ông chinh phục rồi. Triển Hồng Vũ bị hắn chọc cho cười. Trác Lâm Huy nói, ông lại không biết khiêm tốn chút nào, lão Triển ông càng ngày càng không biết xấu hổ. Trác Lâm Huy lưu luyến không rời, trả Thu Thu lại cho Lần Diễm Trân. Ông ôm đứa nhỏ. Lần Diễm Trân nói, ông nói vậy là sao? Tôi giữ con trai tôi thì làm sao? Tôi giữ con cực kỳ tốt. Đúng không? Thu Thu, đến đây, cho ba ba hôn một cái. Thu Thu liếc hắn một cái, nhìn thấy đầu Lần Diễm Trần tới gần. Bé ngoan ngoãn, ịnh một ngụm nước miếng lên gương mặt của Daddy. Sở Tấn ở sảnh phía Tây, nói chuyện với Đoàn Hiệu Trân. Hôm nay có nhiều nhân vật lớn tới, anh sợ cô không dễ chịu, giới thiệu cho cô từng vị khách trước. Chờ một lát rảnh rỗi, sẽ dẫn cô đi làm quen một chút, để mở rộng giao thiệp. Đoàn Hiệu Trân ngược lại rất bản lĩnh, hồn nhiên không sợ, còn cười hì hì nói. Sư phụ, em biết theo ngài sẽ có thịt ăn, em đây không phải giống như là bay lên cành cao rồi đi. Sở Tấn cảm khái nói, lúc trước em vừa mới vào công ty, vẫn là một cô bé nhút nhát, bây giờ đã có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Hai người nói chuyện một hồi, Sở Tấn bị Lần Diễm Trần gọi đi. Buổi tiệc sắp chính thức bắt đầu. Đàm Tu Minh đến bên cạnh Sở Tấn làm phiền, lặng lẽ hỏi một câu. Anh Sở, cô gái vừa nãy nói chuyện với anh là ai vậy? Giới thiệu cho em biết một chút được hay không? Sở Tấn nghe mà sửng sốt. Một cái bánh kem 4 tầng cao bằng nửa người được mang ra. Trên tầng bánh kem cao nhất cắm một cây nến chữ tròn 1 tuổi. Trước tiên chuẩn bị thợ tắt nến, cắt bánh ngọt, sau đó chọn đồ vật đón tương lai. Quên lấy bật lửa, Sở Tấn ôm Thu Thu để Lần Diễm Trần đi tìm bật lửa. Sau khi bọn họ nuôi con đã không còn hút thuốc lá nữa, cần bật lửa cũng phải đi hỏi người khác. Thu Thu ở trong lòng ngực của Sở Tấn, mặt say ra ngoài. Bé nhìn thấy một cái bánh kem lớn như vậy, gần như vậy, còn ngửi ngửi được mùi thơm ngọt. Nước miếng đều chảy cả xuống. Cúi đầu, Sở Tiểu Béo ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bé, gâu gâu gâu. Thu Thu cũng nhìn Sở Tiểu Béo, mập mạp.
Một người một chó cùng nhau nhìn về phía bánh ngọt. Sở Tấn đang nói chuyện với Lận Diễm Trần, không chú ý con trai trong lồng ngực. Bỗng nghe thấy Triển Hồng Vũ hét lên một tiếng hoảng hốt. Sở Tấn, anh nhìn Thu Thu đi. Lúc này Sở Tấn mới lấy lại tinh thần, nhưng đã quá muộn. Cảm giác Thu Thu trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên một chút. Thu Thu thiếu chút nữa đã vồ tới chỗ bánh kem. Bất đắc dĩ, tay quá ngắn, chỉ in một dấu tay nhỏ lên rìa bánh kem, dính cả một móng vuốt là bơ. Phải nói như thế nào đây? Gần đây hết thảy đều thuận lợi, khiến anh cảm thấy như là ở trong mơ, xảy ra một chút sai sót nhỏ như vậy. Ngược lại, giải thích được là làm cho anh an tâm hơn. Sở Tấn mới vừa thở vào nhẹ nhõm, dạy dỗ tên tiểu tử tham ăn này. Cười, cười cái gì mà cười, bánh kem cũng không còn. Thu Thu cười rất vui vẻ, quay đầu gọi, mập mập. Sở Tấn trong lòng hoảng hốt, căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ thấy Sở Tiểu Béo nhảy về phía bánh kem, tháp bánh kem ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt, nó biến thành một con hết kỳ bằng bơ, còn vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, kêu to với Thu Thu, ẵn ẵn ẵn, gâu gâu gâu. Thu Thu vui khôn tả. Sở Tấn và Lận Diễm Trần đen mặt. Sở Tiểu Béo nhảy nhót vòng quanh Thu Thu, đầy sàn đều là dấu chân bơ. Sở Tấn cảm thấy đau cả đầu. Sở Tiểu Béo dừng lại, cảm thấy trên người dính dính khó chịu. Nó hất đầu, bơ dính vào người đều văng ra ngoài, bắn đầy người Sở Tấn, thiếu chút nữa còn văng vào mắt của anh. Sở Tấn nhắm mắt lại, mở ra, nghe Sở Tiểu Béo kêu to, còn có tiếng cười sung sướng của Thu Thu. Con chó ngốc cười, con trai ngốc của anh cùng cười. Mẹ của anh còn tồi tệ hơn, vừa cười vang dội, vừa chụp lại hình. Lữ Hạo nói với Lận Diễm Trần, con trai con rất lợi hại. Lận Diễm Trần cười to. Sau tiệc sinh nhật, Sở Tấn bận xong việc riêng, lại trở về công ty. Bây giờ toàn bộ công ty đều biết Sở Tấn đã kết hôn. Sở Tấn mới bước vào cửa lớn công ty, đã gặp được đồng nghiệp chúc mừng anh. Anh nghe lời chúc mừng, một đường đến lúc vào văn phòng, giống như áo gấm về làng. Lần này rất có mặt mũi, chỉ có một tiếng nói không hài hòa. Quản lý Thang đi qua, làm như không thấy anh, cũng không chào hỏi, chỉ nói với người bên cạnh. Thói đời thật sự kỳ lạ, làm đồng tính luyến ái, còn dám khoe khoang như vậy. Tiếng nói không lớn không nhỏ, trùng hợp để cho Sở Tấn nghe thấy. Sở Tấn không cần ai cũng thích anh, anh không quan tâm người khác nói sau lưng thế nào, nhưng nói trước mặt anh không thể nuốt dần vào bụng. Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta, chắc chắn phải trả thù lại. Trước đây anh nhịn quá nhiều, hiện tại không có kiên nhẫn để nhường nhịn nữa. Sở Tấn lúc đó dứt khoát xoay người, đi tới trước mặt quản lý Thang. Anh không làm động tác nhỏ sau lưng, đường đường chính chính hỏi một câu, anh đang nói ai? Quản lý Thang thật ra tướng mạo rất hàm hậu, mặt chữ điền, mày sẫm mắt to, nhìn rất thuần phát, tướng mạo tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác, lúc nói chuyện mặt mày lại toát ra sự cay nghiệt đố kỵ. Có lẽ là sinh ra từ bản chất, loại người này quen thói nói bóng nói gió sau lưng người ta. Chỉ cần có người nói thẳng mặt hắn, ngược lại hắn sẽ trở nên lúng túng. Quản lý Thang hoảng hốt một chút, hỏi, cậu chặn đường tôi làm gì? Sở Tấn nói, có người mắng tôi dĩ nhiên phải lý luận. Quản lý Thang nói, vừa nãy tôi nói rõ là cậu sao? Cậu lại coi là mình, có tật giật mình hả? Sở Tấn nói, anh thừa nhận đang mắng tôi sao? Vậy tôi đường đường chính chính nói với anh, tôi đang chính thức hẹn hò, kết hôn hợp pháp. Tôi và chồng tôi tình cảm hài hòa, đã lấy giấy kết hôn, không có gì không thể nói. Tôi yêu như thế nào đều là chuyện của tôi. Tôi nói được, làm được, cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn với trời đất. Quản lý Thang bị lời nói đúng lý hợp tình này làm cho nghẹn họng, không trả lời ngay được. Sau một lát mới lắp bắp miệng cưỡng nói, làm đồng tính luyến ái ở trong nước đã không phải là hợp pháp. Sở Tấn nói, trong nước đồng tính luyến ái không thể kết hôn không có nghĩa là không hợp pháp. Ngược lại, anh hãy tìm ra một quy định để chứng minh nó không hợp pháp đi. Quản lý Thang bỗng nhiên tìm được kẽ hở. Cậu kết hôn ở nước ngoài, nhưng cậu sống ở trong nước, đó chính là phi pháp. Làm đồng tính luyến ái bẩn thỉu cực kỳ, cậu vẫn nên cách xa tôi một chút. Nước bọt bắn lên trên mặt tôi, kẻ đáng ghét, không biết trong đó có virus mang bệnh sida hay không. Sở Tấn thức cười nói, không hề, tôi cực kỳ khỏe mạnh. Tôi và chồng tôi yêu nhau, luôn trung thành với đối phương. Tôi một không ngoại tình, hai không chơi gái,
ba không quấy rối cấp dưới. Ngược lại, anh đi massage tìm gái mới không hợp pháp, còn dơ bẩn cực kỳ. Mấy ngày gần đây, tôi thấy sau gáy của anh có vết hồng, chắc là bị cào nhỉ? Không phải là nhiễm trùng rồi đó chứ? Tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Còn chưa dứt lời, mấy nhân viên vốn đang xem trò vui đột nhiên dồn dập đi xa. Quản lý Thang theo bản năng sờ sờ gáy, vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Sợ Tấn làm sao biết được, lẽ nào hắn thật sự bị bệnh? Hắn không dám chắc chắn mà hỏi. Cậu làm sao mà biết được? Cậu làm như vậy là trái pháp luật. Sợ Tấn nhẹ nhàng nói. Anh còn biết trái pháp luật sao? Trùng hợp bạn của tôi gặp anh, sau đó chuyển lời cho tôi biết mà thôi. Quản lý Thang lập tức bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Sợ Tấn rốt cuộc biết được bao nhiêu nhược điểm của mình. Không nghĩ rằng hắn điều tra Sợ Tấn không phát hiện được chuyện xấu của Sợ Tấn, chính mình lại bị nắm cán. Sợ Tấn dùng một tiếng cười nhạo kết thúc cuộc trò chuyện, vênh váo tự đắc bỏ đi. Lúc đi về, bọn Tiểu Phương còn vỗ tay cho Sợ Tấn, gương mặt đỏ bừng, đầy ước ao sùng bái. Quản lý Sợ, anh rất lợi hại. Sau này em cũng phải lợi hại giống như anh vậy, có khả năng làm việc, cũng sẽ không bị ai bắt nạt. Sợ Tấn nở nụ cười. Đó là do tôi có niềm tin, các người đừng có học bừa theo tôi. Lần diễm trần chính là sức mạnh của anh. Công ty có ai không thích anh hay là nói xấu ở sau lưng anh, thật ra anh đều rõ ràng trong lòng, đặc biệt là phe phái của tên quản lý trung niên họ Thang kia. Lần trước tên này tìm người theo dõi anh, còn đi tìm sư phụ mách lẹo để ly gián, âm mưu không thành, giống như đến nay vẫn chưa bỏ, luôn muốn tìm cơ hội đạp anh xuống để bước lên, chỉ là chuyển từ trong tối thành sáng. Sợ Tấn cũng không phải là kẻ vô dụng, cũng trả lại mấy cái đinh. Nhưng nghe cách nói của sư phụ, thật ra sư phụ cũng không mang chuyện anh và Lận Diễm Trần yêu đương nói ra. Lúc đó cảnh cáo tên họ Thang kia là đừng có làm chuyện phạm pháp, cho nên quản lý Thang đến bây giờ còn cho là lưu tổng tiết tài hoa của Sợ Tấn, mới khuyên Sợ Tấn ở lại. Vì vậy, càng nhìn Sợ Tấn càng không vừa mắt. Sợ Tấn thấy hắn cũng không vừa mắt, chẳng qua cũng không có rảnh cả ngày điều tìm những phiền phức ngu ngốc. Anh vẫn phải làm việc, chắc chắn phải coi trọng công việc. Quản lý Thang tức đến nổ phổi như vậy, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc, tới lúc đó sẽ bị đuổi ra khỏi công ty thôi. Ngược lại, anh không vội vã, anh cũng không tham thăng quan tiến chức lên lương, đơn giản chỉ vì thích công việc này mà thôi. Lần Diễm Trần gửi hai hộp bánh kẹo cưới công ty bọn họ, cũng không thể mời hết đồng nghiệp trong công ty đến tham dự lễ cưới, nhưng nói chung bánh kẹo cưới là phải tặng. Hộp kẹo quý giá được trang trí đẹp đẽ, đầy đủ số lượng, cả bác gái lao công trong công ty cũng cầm hai túi. Hộp quà được đặt thiết kế, mấy món đồ nhỏ này Lần Diễm Trần đã nhờ người thiết kế trước khi cầu hôn. Phía trên in chữ viết hoa L và C, có vẻ vừa sang trọng vừa ý nghĩa. Người khác nhìn thấy là đoán ra nửa kia của Sợ Tấn chắc là mang họ bắt đầu bằng chữ L. Lô tổng cầm bốn hộp trở về, ông, vợ ông và hai con gái sinh đôi. Dĩ nhiên không phải ông ham kẹo, nhưng như vậy có vẻ thân thiết hơn. Tới lúc đó ông còn định dẫn vợ con đến tham gia tiệc cưới. Trước kia dù đánh chết ông cũng không nghĩ tới Sợ Tấn có số phận như vậy. May là ông làm người có chí khí, chưa bao giờ bạc đãi đứa học trò này, vẫn luôn dẫn dắt anh. Chuyện này không phải là ở hiền gặp lành hay sao? Giúp người làm điều tốt chính là tích đức cho mình. Thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Thang vì muốn thăng chức mà ghen ghét Sợ Tấn, gần đây làm cho công ty gà chó không yên. Đừng thấy Sợ Tấn nói chuyện khó nghe, Lưu Tổng biết anh thật ra vẫn rất mềm lòng. Anh mắng Tiểu Thang ngay mặt, thù ghét cũng không giữ lại lâu, sau đó cũng sẽ không trả thù. Chắc là anh căn bản cũng không có nói việc này với Lận Diễm Trần, không thì Tiểu Lận Tổng sớm đã đến đây. Vì Tiểu Lận Tổng kia có vẻ hiền lành dễ thân, cũng giống như ba hắn. Nhưng lúc trước có một nữ minh tinh muốn mượn tay hắn tạo scandal để gây chú ý. Hắn đầu tiên trực tiếp hủy bỏ công việc của cô ta cũng không nói. Trên mạng đều tuôn ra đủ các loại bê bối, thủ đoạn và tốc độ đều rất nhanh. Vốn công ty còn muốn bảo vệ cho cô ta. Tháng trước, công ty đó vừa tuyên bố phá sản. Lưu Tổng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Sợ Tấn cũng không cần dựa vào công việc này sống qua ngày. Cứ bị xem nhẹ mãi nó không chừng sẽ bỏ đi. Thằng nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh như thế, hơn một năm mới gặp lại, có cảm giác tính cách dường như thay đổi. Trước đây thích nuốt giận vào bụng, còn bây giờ
lúc thường luôn ôn nhu dễ gần, nhưng có người chọc tới anh lại muốn bùng nổ. Vậy chẳng lẽ ông vì giữ lại Tiểu Thang mà vứt bỏ Tiểu Sở hay sao? Năng lực nghiệp vụ của Tiểu Thang cũng không tốt đến mức đó. Trong công việc, năng lực xã giao cũng chỉ một phần, cuộc sống riêng còn không sạch sẽ. Tuy rằng cuộc sống riêng cũng không liên quan tới công việc, ông không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng nếu giữ lại quản lý Thang, đến lúc đó Sở Tấn đi rồi, Tiểu Lận tổng điều tra một chút, nó không chừng ông lại giống như công ty của nữ minh tinh kia, trở thành pháo hôi. Sở Tấn niệm tình cũ, Tiểu Lận tổng cũng không thân với mình, ông không thể ỷ vào một chút tình cũ lại muốn gió muốn mưa. Nó khó nghe một chút, quản lý Thang vẫn không đáng để ông làm tới mức này. Lúc trước nhận người sao lại nhìn lầm như vậy chứ? Hơn nữa có một chuyện ông rất để ý. Lưu Tổng lén lút tìm Sở Tấn. Tôi hỏi có một chuyện liên quan tới Tiểu Thang. Vẻ mặt của Sở Tấn không hề cảm xúc. Tôi và hắn ta cũng không có thân. Lưu Tổng nói. Tôi biết. Tôi còn biết hai người hôm nay đã cãi nhau. Nhưng có một số việc tôi muốn hỏi cậu một chút. Cậu có nói một câu. Mình chưa bao giờ quấy rối nhân viên. Tôi nghĩ không đúng lắm. Lẽ nào Thang Thức làm chuyện như vậy bị cậu biết được? Sở Tấn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì để phải che giấu. Có. Tôi tình cờ thấy cho nên đã ngăn lại. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nó không chừng lúc đó bởi vì chuyện này nên hắn mới khó chịu với tôi, cho nên luôn gây phiền phức cho tôi. Lưu Tổng ồ một tiếng. Ông thật sự không rõ chuyện này lắm. Hỏi. Vậy cậu có biết cô gái từng bị cậu ta bắt nạt không? Kêu người tới đây một chút. Sở Tấn nói chung đã hiểu. Sư phụ muốn chỉnh đốn công ty. Trước đây ở công ty cũ, sau khi anh bước vào công ty cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Lúc thường, đồng nghiệp trong công ty liên hoan, sư phụ còn nói để cho nhân viên nữ uống nước trái cây là được rồi. Gặp những khách hàng háo sắc không có cách nào khống chế, chính mình cũng phải quan tâm chăm sóc kỹ. Lưu Tổng tính toán trong lòng, lần này coi như là có lý do đá người đi ra ngoài, rất tốt. Đúng lúc, nhờ vào đó tuyên dương bầu không khí công ty bọn họ tốt đẹp, sạch sẽ cỡ nào. Qua 2 ngày, công ty phát ra thông báo có nhân viên tố cáo quản lý Thang lợi dụng chức quyền quấy rối tình dục nhân viên nữ, ảnh hưởng xấu tới văn hóa và kỷ luật của công ty bọn họ, cho nên bị đuổi việc. Bởi vì môi trường công ty bọn họ tốt, sau này còn có nữ cường nhân đổi nghề đến đây, Lưu Tổng như họ thêm cánh. Chuyện này về sau tạm thời không nhắc tới. Sở Tấn không hề đồng tình. Anh đã sớm biết họ Thang kia sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Nhưng thấy hạ hê nửa phút cũng thôi. Anh cũng không rảnh rỗi quan tâm người khác. Gần đây bận sắp điên rồi. Sau khi lấy giấy kết hôn lại phải chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Sở Tấn cứ nghĩ theo truyền thống tổ chức ở khách sạn 5 sao. Anh đã cảm thấy rất thể diện rồi. Lận Diệm Trần lại cầm vài phương án lại đây. Sở Tấn nhìn là bản vẽ thiết kế nhà ở. Hai mắt của Lận Diệm Trần tỏa sáng, tràn đầy ước mơ mà nói. Thế nào, trực tiếp xây một biệt thự dùng để kết hôn được không em? Anh cảm thấy ý tưởng này tốt nhất. Em là lũ, anh là lửa. Chúng ta là thủy và hỏa. Anh và nhà thiết kế đã nói với nhau về chủ đề này. Thiết kế căn biệt thự kết hợp với vườn hoa. Lúc đó lại mời nhà thiết kế tới sắp xếp lễ cưới. Anh đã nghĩ kỹ rồi nha. Sở Tấn cả nửa ngày mới nói. Biệt thự mới, nhà anh không phải có trang viên sao? Em nhớ anh đã nói là còn có khách sạn nữa. Lần Diệm Trần không cho là đúng nói. Mấy căn đó đều đã ở rồi, làm sao có thể làm lễ cưới? Khách sạn cũng là quá bình thường rồi. Sở Tấn cạn lời mà nghĩ. Được rồi, anh chính là một người bình phàm. Lần Diệm Trần ngọt ngào mà nói. A Tấn, em cảm thấy rất tốt sao? Sau này ngôi biệt thự này cũng là độc nhất vô nhị. Vừa nhìn thấy nó là có thể nghĩ tới lễ cưới năm đó của chúng ta. Anh cảm thấy được rất có giá trị kỷ niệm. Chúng ta cả đời chỉ tổ chức lễ cưới một lần. Anh muốn đó là độc nhất vô nhị. Như vậy mới xứng đáng với em và anh. Lỗ tai của Sở Tấn đỏ bừng. Tình nhóc thối này nói mấy cái lời sến súa như vậy. Xây xong mất bao lâu? Lợn Diệm Trần hỏi anh. Nhanh lắm, cũng phải 1-2 năm. Em muốn nhanh chóng cưới anh sao? Sở Tấn hỏi vặn lại. Anh mới sốt ruột đó. Lần Diễm Trần thấy anh đỏ mặt, biết trong lòng anh thích, chẳng qua là ngượng ngùng thôi, ôm lấy anh hôn một cái. Vậy không nên gấp gáp, cần có thời gian để chuẩn bị. Anh phải cho em thứ tốt nhất, nhưng anh sẽ không để em chờ quá lâu. Sở Tấn mặt càng lúc lại càng đỏ hơn.
tiền thật sự không thể so sánh với tình cảm. Nhưng có người cam lòng tiêu tiền vì bạn, không kể tốn bao nhiêu, vậy người đó nhất định là rất rất yêu bạn. Thu Thu vừa qua sinh nhật 1 tuổi đã bị cạo thành một cái nhóc đầu trọc lanh lợi. Có thể do đẻ non, tóc bé vẫn luôn không nhiều, vừa vàng vừa mỏng lại nhuyễn, cho bé ăn chè vừng cũng không nuôi đầu tóc thành màu đen cứng được. Người xưa hay dùng biện pháp cạo trọc đầu tóc rồi bôi gừng lên, sau này tóc mọc ra sẽ vừa dày vừa đen bóng. Ngược lại bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơn nữa còn là bé trai, cạo thành tiểu hòa thượng cũng không sao cả. Cuối tuần, tìm một ngày thời tiết sáng sủa, Sở Tấn cột yếm lên cho Thu Thu để Lận Diễm Trần ra tay. Lận Diễm Trần sờ sờ đầu của Thu Thu, da đầu tiểu bảo bảo mềm mại, hắn không dám xuống tay. Nhìn Sở Tấn, hay là em đến cạo đi. Sở Tấn lắc lắc đầu, không không, em không dám, em cảm thấy anh biết cạo râu. Anh cạo đi. Lận Diễm Trần nói, không phải nên dẫn con ra tiệm cắt tóc ở bên ngoài cạo sao? Thầy Sợ không nhìn nổi, ông vén ống tay áo lên. Cạo tóc tay cũng ra sức chối từ, để đó cho tôi. Dao cạo vang ong ong, hai ba đường ông đã cạo sạch sẽ tóc của Thu Thu, cẩn thận gom lại tóc máu mềm mại, đặt ở trong tấm khăn. Cầm làm bút lông đi. Thu Thu bị cạo đầu, sợ tiểu bé có chút không nhận ra bé, hoảng hốt vây quanh Thu Thu, nên không cẩn thận bước vào lãnh địa của đầu to, bị đầu to đập cho một móng vuốt, tội nghiệp mà chạy ra ngoài. Nói một chút về đầu to, khi còn bé, đầu to là do Sở Tấn cứu sống. Nhưng nghe nói ký ức của mèo chỉ có 5 giây, huống chi đã qua 2 năm. Sau khi gặp lại Sở Tấn cũng đã quên sạch sẽ. Ở chung với Sở Tấn khoảng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đối với Sở Tấn ngoảnh đầu làm ngơ. Có thể bởi vì xuất thân từ mèo hoang, tính cách hoang dã, họ một tí lại là dùng mèo trảo, người không phận sự không ai dám đụng tới nó. Trong nhà bọn họ, chỉ có Lận Diễm Trần trước đây nuôi nấng đầu to lớn lên mới có thể sờ nó. Đầu to giữ như vậy, vừa mới bắt đầu Sở Tấn còn không dám để cho nó tới gần Thu Thu. Sau này có một lần, anh thả Thu Thu vào trong một cái lồng mềm mại để cho bé bò chơi, rồi quay người đi lấy đồ. Khi trở về, phát hiện đầu to lặng yên không một tiếng động, nhảy đến bên cạnh Thu Thu, đang dùng ánh mắt lợi hại dò xét bảo bảo ngu ngốc này. Thu Thu cười với đầu to, đưa tay bắt lấy đuôi mèo. Sở Tấn bị dò cho hết hồn, đuôi mèo có thể tùy tiện sờ sao? Thu Thu có thể không kịp trở tay mà bị mèo cào một vuốt. Ngay lúc này, Sở Tấn không ngờ nhìn thấy đầu to không chỉ không cào Thu Thu mà còn nằm xuống. Thu Thu nựng mèo đến cực kỳ vui vẻ, còn bắt đuôi mèo to bỏ vào trong miệng ăn. Bé không có mấy cái răng, cắn cũng không đau. Đầu to quay đầu lại nhìn bé bằng cái mắt khinh bỉ, tùy tiện cho bé cắn. Thu Thu cảm thấy ăn không có ngon, cũng không ăn nữa, tiếp tục xem đầu to như là đồ chơi, còn nắm lỗ tai mèo của nó. Đầu to không chỉ không phản kháng, còn rất thích ý mà rụt lại vuốt mèo, biến thành một con mèo bông. Sở Tiểu Béo ở xa xa nhìn thấy Thu Thu chơi với đầu to vui vẻ như vậy, nó nghe ngô chạy tới, muốn cùng nhau chơi đùa. Bỗng nhiên, đầu to nó đột ngột nhảy lên, phóng lên rất cao, nga một cái tặng cho Sở Tiểu Béo một vuốt mèo, đánh Sở Tiểu Béo thê thảm kêu ản ản bỏ chạy. Thu Thu rất không tử tế, nhìn thấy mèo và chó đánh nhau, bé không lo lắng mà còn cười ha ha. Đứng xem toàn bộ quá trình, Sở Tấn trọn mắt há mồm, nói với Lận Diễm Trần, con trai của anh rất xấu nha, thấy Sở Tiểu Béo bị đánh còn rất vui vẻ, uổng công em còn tưởng rằng là bọn nó là bạn thân. Lận Diễm Trần cười nói, trước đây lão Trác bị một con thiên nga mổ, anh còn cười cậu ta suốt cả một tuần đây. Sở Tấn nói, quả nhiên là giống anh. Thu Thu đã bị cạo trọc đầu thành tiểu hòa thượng. Hôm sau, Lận Diễm Trần lại mang về một bộ quần áo dài vải cho chú tiểu, mặc cho Thu Thu chụp hình. Sở Tấn thiếu chút nữa đã phun máu. Anh dám để con trai em làm chú tiểu? Lận Diễm Trần nói, chỉ chụp mấy bức ảnh thôi, rất đáng yêu mà. Có chú tiểu nào đáng yêu như thế này sao? Sở Tấn câm nín. Lận Diễm Trần vẫn thích đùa như vậy. Sở Tấn vốn cảm thấy mình đã rất để ý con trai. Lúc Thu Thu vừa mới sinh ra mấy tháng đầu, anh mỗi ngày đều chụp hình ghi nhật ký. Ngày tháng lâu dần lại bắt đầu lười biếng. Sau khi đi làm, mỗi ngày mệt mỏi, thỉnh thoảng mới viết một trang. Lận Diễm Trần ngược lại tràn ngập cảm giác phấn khích. Hắn không ngừng mang về quần áo chú tiểu,
còn có nhà du hành vũ trụ, đầu bếp, đồ đua xe, phi công, cha sứ, còn có quần áo động vật nhỏ, gấu mèo nhỏ, thỏ nhỏ, ếch nhỏ màu xanh, vân vân, đủ loại quần áo lung ta lung tung, không thể không nói, thật sự rất là đáng yêu. Sở Tấn buồn bực mà nghĩ quần áo này từ đâu tới, anh lên mạng tìm cũng không có, sau đó mới biết Lận Diễm Trần và Trác Lâm Huy cùng nhau làm, chụp hình xong đều phải cho mấy người ba nuôi bọn họ thưởng thức, đồng thời sẽ khích lệ Bảo Bảo đáng yêu. Sở Tấn trước đây nghĩ mình đối với Thu Thu đã đủ quan tâm, không nghĩ tới còn có một nhóm người không có lý trí hơn anh. Lận Diễm Trần không chút xấu hổ nói, anh cảm thấy rất có ý nghĩa, sau này chờ Thu Thu lớn rồi có thể lật xem những hình này, chứ không phải là một chút hồi ức đều không có. Ký ức thời thơ ấu của Lận Diễm Trần chẳng hề tốt đẹp, mẹ triền miên nằm trên giường bệnh, ba ba bận rộn công việc, thật sự những hồi ức vui vẻ bên người thân chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Sở Tấn cũng không tốt hơn là bao nhiêu, khi còn bé ba ba quản anh rất nghiêm khắc, có thể coi là hổ phụ, bây giờ tình cờ ông cưng chiều Thu Thu như vậy, Sở Tấn thậm chí có chút ganh tị, còn từng hỏi thầy Sở một lần, thầy Sở đúng lý hợp tình mà nói có cháu quên con. Sau này Sở Tấn nghĩ lại, có lẽ người già cũng mềm lòng hơn, hơn nữa có thời gian rảnh lại quá cô quạnh, khi còn trẻ phải bận rộn với sự nghiệp, nào có nhiều thời gian cưng chiều con cái, ví dụ điển hình như anh và Lận Diễm Trần đây. Tóc của Thu Thu từ từ mọc ra một lần nữa, so với trước đây có vẻ đen và dày hơn, chẳng qua vẫn mềm mại như trước. Thần kỳ chính là trước đây tóc bé có hơi săn, bây giờ lại trở nên thẳng hơn một chút, cũng có thể là bởi vì chưa đủ dài, mới 2-3 đốt ngón tay, chỉ khoảng 4 cm. Hôm nay bà nội Thu Thu xem tivi, trong chương trình có rút thăm khán giả may mắn, chúc mừng khán giả có số điện thoại cuối cùng là xxx trúng giải thưởng chuyến châu Âu 10 ngày, xin hãy liên lạc sớm với chúng tôi. Bà nội mang kính lão so sánh danh sách trúng thưởng, nghi hoặc hỏi Sở Tấn, Quân Quân, con xem giúp mẹ, mẹ trúng thưởng rồi sao? Sở Tấn đi tới kiểm tra xem, hình như là trúng thưởng thật. Anh trực tiếp dùng điện thoại di động của mẹ gọi điện thoại đến chương trình, mẹ thật sự trúng thưởng rồi. Bà nội ngạc nhiên nói, mẹ chỉ tùy tiện gửi một tin nhắn, có phải bọn họ đang lừa gạt người lớn tuổi như mẹ không? Thu Thu ngẩng đầu nhìn bà nội. Bà nội! Sở Tấn cười sầu lên, không phải, ngài thật sự trúng thưởng. Mẹ mới có 50 mấy tuổi, không phải là già, sao lại nghĩ mình lớn tuổi chứ? Con cảm thấy mẹ nhiều lắm chỉ mới trung niên thôi. Già mẹ còn rất là mịn màng, nói 40 mấy cũng có người tin đó. Không phải mấy ngày trước đi ra ngoài khiêu vũ còn được ông lão khác theo đuổi hay sao? Bà nội lườm anh một cái. Khỏi nói chuyện như vậy, ba con nghe thấy là sinh hờn giỏi mấy ngày, mẹ thật vất vả mới dỗ được ổng. Nghĩ tới chuyện này, Sở Tấn lại thấy buồn cười. Con biết, ông ấy còn lén lút hỏi mượn Tiểu Lận thuốc nhuộm tóc. Ông ấy bảo con đừng có nói cho mẹ, nhưng con quên nói cho mẹ biết rồi. Hai mẹ con cùng cười nhạo ông lão trong nhà một phen. Bà nội suy nghĩ một chút nói, mẹ còn phải chăm sóc Thu Thu, con gọi điện lại cho chương trình, nói mẹ không nhận thưởng, để cho bọn họ rút thăm lại. Sở Tấn nói, đúng lúc chuyến đi du lịch cho hai người, cha mẹ may mắn như vậy, không đi rất là đáng tiếc. Chỉ có 10 ngày, lẽ nào 10 ngày mẹ không ở nhà, Thu Thu lại quên mất mẹ hay sao? Con và Tiểu Lợn hai người cũng có thể chăm sóc Thu Thu. Thu Thu ngoan như vậy, mẹ cứ yên tâm đi. Đi thôi, không sao hết cả. Lâm nữ sĩ vẫn còn do dự không xác định. Bà và thầy Sở đều biết tiếng Anh, ra ngoài chơi cũng không sợ, chỉ là có chút luyến tiếc Thu Thu. Sở Tấn thật lòng khuyên nhủ bà, trong 2 năm qua, hai người đã rất mệt mỏi rồi, không cần phải theo sát Thu Thu như vậy nữa, cũng là lúc nên buông lỏng một chút. Sở Tấn giúp bà đi đổi thưởng, làm visa, đổi tiền mặt. Lận Diễm Trần giơ hai tay tiễn hai người già trong nhà đi ra ngoài chơi. Cứ như vậy trong nhà cũng chỉ còn sót lại hắn và Sở Tấn. Thu Thu ngược lại cái gì cũng không hiểu, hắn có thể tận lực thân thiết với Sở Tấn. Lận Diễm Trần là một người con rể vô cùng săn sóc và chu đáo. Sau khi máy bay hạ cánh, sẽ có người tới đón hai người, cha mẹ lên xe ngồi, để cho bọn họ dẫn đi chơi. Những chuyện phiền khác thì không cần nghĩ tới, vui vẻ chơi là tốt rồi. Nếu không đủ tiền dùng, cha mẹ cứ mượn người kia trước, con sẽ trả lại, cứ thoải mái mua sắm, không sao cả. Cần phải khiến cho cha mẹ vợ chơi vui vẻ thỏa mãn, chơi vui đến quên cả trời đất, để cho hắn và Sở Tấn sống ở thế giới hai người nhiều thêm mấy ngày.
Thầy Sở nhìn Lận Diễm Trần mà không nói. Sở Tấn và Lận Diễm Trần cùng đưa cha mẹ lên máy bay. Sở Tấn cũng không ngây thơ như hắn, trái lại còn có chút lo lắng. Tiếp theo cũng chỉ còn sót lại hai người chúng ta chiến đấu với Thu Thu thôi. Lận Diễm Trần khó hiểu. Ngày đầu tiên, ông nội bà nội không ở nhà, hai ba đều luống cuống tay chân. Lận Diễm Trần thế mới biết lý tưởng và hiện thực cách nhau xa quá. Vậy là tập 20 của truyện Lũ Mùa Xuân đến đây là hết nha cả nhà. Và tiếp theo là cái phần quảng cáo làm phiền của Lãm nha. Thì Lãm xin giới thiệu là Lãm có bán đồ bóng rổ dành cho nam từ khoảng 20-25kg cho tới 90kg, và đồ bộ và đồ bà ba dành cho nữ. Cả nhà mình ai mà có nhu cầu mua thì liên hệ Zalo, số Zalo là 0388 030 141 để mua ủng hộ Lãm nha. Và Lãm xin cảm ơn vì đã làm phiền cả nhà nha. Và bây giờ thì Lãm chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.